Xá lợi là có thật không? Vì sao có quá nhiều như vậy những phần xá lợi Đức Phật nào hiện nay là thật? À, xin thưa với quý vị, cái xá lợi là cái gì? Là xá đi rá, tức là mình có những cái mà mình không có dịch, tại vì dịch ra thì nó mất đi cái vẻ linh thiêng. À, cái xá đi rá là gì? Là cái xương thôi. Mà thay vì mình dùng cái từ xương Phật thì hoặc là xương Thánh Tăng thì nghe có vẻ nó thường quá. Thành ra là người ta dùng để nguyên cái từ xá ly rá, người ta chỉ phiên âm, người ta gọi là xá lợi, và để nghe cho nó sang vậy thôi. Đấy. Thành ra nói cái kiểu đó đó. Đương nhiên một vị chánh đẳng giác thì thiêu xong rồi thì phải còn, thì còn xương, và chúng ta đem cái xương đó chúng ta thờ. Một vị thánh A-la-hán sau khi thiêu, nếu vị đó muốn thì vị ấy vẫn để lại xương, và chúng ta lấy cái xương đó chúng ta thờ. Ngay cả bản thân chúng ta thì chúng ta vẫn có xương, chúng ta thiêu xong rồi chúng ta vẫn còn xương. Và nhiều người họ đem vào cái tháp chúng ta gọi là cái tháp cốt. Mà tại sao con người, người phàm chúng ta gọi là cốt, còn các vị thánh chúng ta gọi là xá lợi? Thực tế bản chất nó là như nhau, không có khác gì nhau hết trơn á. Đấy. Thậm chí những cái con vật cưng chúng ta nuôi thì thiêu rồi nó vẫn có cốt à. Cho nên về bản chất, cái chúng ta gọi là xá lợi đó, nó là xương, xương của Phật và xương của các vị thánh tăng vậy thôi. Quý vị có biết là có những nơi đó ở Thái á, họ bán theo ký, có bán sỉ nữa. Sư nghe mà sư buồn cho Phật giáo, tại vì có những người họ đem Phật giáo trở thành một cái ngành nghề kinh doanh. Đó là một cái rất là đáng buồn. Và họ để cho những cái viên mà xanh xanh đỏ đỏ đó mà họ gọi là xá lợi, thì sư thứ là sư chịu không nổi. Vì lòng tôn kính Phật, vì lòng tôn kính Pháp, vì lòng tôn kính Tăng, sư không thể chấp nhận được cái chuyện đó. Mà bây giờ người ta tạm gọi là xá lợi niềm tin. Những cái mà lưu hành hiện nay nó toàn bộ thì nó hơi quá, nhưng mà hầu hết là đồ giả. Quý vị biết là hôm vừa rồi có một cái cô cư sĩ, phải nói là sư rất là thương cô này. Thương ở đây là thương với cái tình cảm kính, giống như là một người thân, như một người mẹ, chứ không có phải là thương ở đây là thương cái kiểu mà nam nữ. Tại vì cô này cô lớn rồi, U60 rồi, rất là mến và rất là quý cổ. Nhưng mà cái sự mến, cái sự quý cổ đó, nó không thể nào nó làm cho sư thay đổi được một cái sự thật. Có hôm cổ xin đem xá lợi vào chùa. Nghe đồn, nó có xá lợi tóc nữa. Sư mới nói với chị Tăng như vậy. Khi mà cái đoàn thương buôn người Miến Điện đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn có vuốt ở trên đầu đưa xuống 3 cọng tóc để cho cái đoàn thương buôn nó đem về thờ. Cả cái xứ Miến Điện chỉ có 3 cọng tóc thôi. Nghĩ làm sao mà 3 cọng tóc nó lung lạc như thế nào đó mà bây giờ một cái người cư sĩ phàm, không phải là sư coi thường cổ, nhưng mà phải nói là mình tầm cỡ mình như thế nào mà mình có được cái đó mình đem mình thờ vậy? Mà cả xứ Miến Điện họ chỉ có 3 cộng thôi. Ở đâu ra cho lắm vậy? Ở đâu ra lắm vậy? Ta câu hỏi. Mà ba cái kiểu mà cái cộng nhựa mà nó cà quặn cà quẹo á. Có một vị biết cái bí mật sản xuất. Nói nó kỳ. Nó là một cái sợi tổng hợp. Không phải tóc đâu, nó là một cái sợi tổng hợp.
Và cái chất lỏng đó cũng là một cái chất lỏng, nó không phải là nước, nó là một cái chất lỏng gì đó. Mà khi để cái sự tổng hợp này vào trong cái chất lỏng đó thì nó sẽ phản ứng bằng cách là nó chuyển động. Thành ra là thời nay người ta buôn thần bán thánh nhiều lắm. Và đó là một ngành nghề siêu lợi nhuận. Và sư hỏi thì quý vị, nếu như mình biết đây là xương của Phật, nếu mình biết đây là xương của Phật, có bao giờ người ta thỉnh mà mình cho không? Có bao giờ người ta thỉnh mình cho không? Xin thưa, làm gì có chuyện đó, làm gì có chuyện đó, làm gì có chuyện mà mình cúng chùa nào đó mà cúng nó hơi bộn tiền tí xíu, phong bì nó hơi dày tí xíu là cho cái tháp Xá Lợi. Đâu ra vậy? Nếu anh thực sự anh thương Phật, anh kính Phật, làm gì có chuyện đó. Vậy là cái mà người ta cho mình chắc chắn là không phải Xá Lợi, nó là cái gì đó chứ không phải Xá Lợi đâu. Nó phải đơn giản đâu. Rồi một cái vấn đề nữa đó, Xá Lợi đó, Xá Lợi của Phật là xương của Ngài, chư thiên họ thờ còn không đủ. Mà trong chú giải ghi lại cái nơi nào á mà giới hạnh không trong sạch á, chư thiên họ thỉnh đi hết. Thì cái kiểu tu của một số nơi như bây giờ, chư thiên họ có để cho mình thờ hay không? Nói nó kỳ, chùa Lâm Tông không có Xá Lợi. Và nói một cái này nữa nó cũng hơi kỳ, tức là đó, bản thân sư còn nhận tiền, tại vì cái nó lại là một cái vấn đề khía cạnh khác rồi. Nhưng mà chừng nào mà ông sư Hạnh Tuệ này ổng còn nhận tiền là cái là ổng không có trong sạch, không trong sạch trọn vẹn 227 giới. Dù ổng có giữ 226 giới đi nữa, ổng còn nhận tiền là coi như cái giới của ổng là vẫn chưa tính là trong sạch. Mà những ngôi chùa mà mình cúng cái phong bì nó hơi bộn tiền cái là cho cái tháp, quý vị nghĩ cái chỗ đó trong sạch không? Tự suy nghĩ đi. Một vấn đề nữa, thực tế mà nó muốn biết nó có phải Xá Lợi hay không á, đâu có khó, không hề khó. Nó hiện hiện tại nó có những cái trung tâm giám định á, quý vị đem ba cái hộp xanh hộp đỏ, quý vị đem đi giám định giùm sư. Giám định cái gì? Hai cái giám định cơ bản. Thứ nhất, giám định chất liệu nó có phải là xương hay không. Xá Lợi là xương chứ không nói gì hết đó. Giám định chất liệu, giám định vật liệu nó có phải là xương hay không. Nhiều người lạ lắm, dám bỏ cả 100 triệu ra để thỉnh một mấy cái hộp xanh đỏ đó, người ta gọi Xá Lợi. Mà xin thưa, có nhiều nơi họ bán rẻ, họ bán rẻ, bán sỉ, bán lẻ, bán rẻ đó thì không có tới 100 triệu đâu, có khi là vài triệu cũng có vài viên thôi. Đem tới chỗ đó, người ta xét nghiệm cái chất liệu đó là gì. Mà sư tin hầu hết là chất liệu là ba cái viên tổng hợp không đấy. Thứ nhất, xét nghiệm coi cái chất liệu nó phải là xương hay không, chỉ cần là xương người phải hay không thôi. Cái thứ hai là xét nghiệm niên đại, đừng có kêu xét nghiệm ADN, nó viễn tưởng quá, nó khoa học viễn tưởng quá. Xét nghiệm niên đại dùm, cái niên đại của, nếu như đó là xương người á, xét nghiệm niên đại cái xương người đó có phải cách đây hơn 2.500 năm hay không. Chỉ cần xét nghiệm hai thứ này là lòi ra một đống ba cái viên xanh viên đỏ, nó sẽ nhức đầu quá. Mà nó là một cái ngành nghề siêu lợi nhuận mà bây giờ mình nói có khi là nó tới mình, tại vì mình ảnh hưởng tới cái nồi cơm của họ.